Hello mọi người, lại là mình Sunny Trang. Chào mừng mọi người đến với kênh Sunny Gaming. Ok, ngày hôm qua thì chúng ta đã có gói VV Box mới. Và đợt tuần này, cái đợt này tự nhiên mình được gửi sớm. Thì ok, mình sẽ lên video để mà gọi là unboxing hết toàn bộ cái gói này để mọi người tham khảo. Nếu mà những bạn nào còn đang cân nhắc có nên mua không thì mọi người có thể xem hết video của mình nha. Ok, cùng vào video thôi. Hello mọi người, hiện tại Nhi đang ở trong game đây. Ok, đến hẹn lại lên mà hình như cũng chưa tới hẹn lắm. Bình thường là cái gói VIPass nó sẽ ra mắt vào ngày thứ 7, xong đến ngày thứ 2 thì Nhi mới được gỡ gói VIPass và review cho mọi người. Nhưng không mọi người, ngày hôm qua có luôn cái gói VIPass rồi mọi người ạ. Nhưng mà bởi vì ngày hôm qua tôi bận đi sang thằng Lằng, thành ra là tôi chưa có mở unboxing cho mọi người được. Thì hôm nay là Nhi sẽ unboxing cho mọi người nha. Ok, và Nhi cũng chưa biết là cái mùa này là mùa gì luôn mọi người ạ. Quên có để ý cái gói VIPass mùa này luôn. Tại cái thằng Lằng mới ra nó hot quá, thành ra ai cũng đi săn cái đó đó. Giờ mình mới xem thử là cái gói đợt này là gói về chủ đề gì ha. Ok, mùa này tên là mùa phòng sóc mùa thu hả? Gì? Phòng sóc mùa thu là sao? Để mình coi thử là trong cái gói này. À, người ta có bán hai gói, là một gói mua rồi làm nhiệm vụ nhận từ từ, với là một cái gói là mua mở luôn đó mọi người ạ. Thì để Nhi xem thử trong này có cái gì đó nha. Đây, đầu tiên là chúng ta có một cái pogo bánh gạo sóc, hình như là một phương tiện mọi người ạ. Mình đoán là phương tiện chứ không phải thú cưng đâu nha. Rồi một... ui, đồ xinh đây. Mũ nồi nè, tóc mới nè, tóc ngắn hả? Tóc này tóc nữ hay nam gì mình nghĩ là dùng cũng ok á. Bộ mặt mới nè. Ui, cái bộ đồ xinh lắm luôn á. Trang phục sóc mùa thu. Mùa thu tới nên là VIPass chủ đề tuần này nó nghiêng về hẳn mùa thu luôn nha. Ồ, có cái ô đẹp chưa nè. Ở phía trên cũng nó có cái quả xôi nữa. Này là gì? Ui, nội thất hả? Ui, đẹp thế nha. Ôi đẹp quá, mình bị thích cái bàn này ấy. Ê, giống cái bộ phim Nhật Bản gì đây nè. Trời ơi, đẹp quá à. Bàn Kotatsu, quả xôi hả? Phong cách đúng Nhật Bản luôn á mọi người ạ. Ui xinh quá à. Ok, nhìn là thấy mê rồi đó. Để mình unboxing liền cho mọi người ha. Đầu tiên chúng ta đã có cái gì đâu mà unboxing, chưa nhận cái gì hết trơn á. Đầu tiên là chúng ta phải nhận vé VIPass trước, sau đó là sẽ nhận ban ngành điểm vương miện để unboxing hết một lần hen. Ối này kiểu mạng nhà mình hơi bị lag mọi người ạ. Lag từ cái đoạn mà như treo thiệt cơ, là thông cảm, nó sẽ hơi bị quay vòng xíu nha. Ok, vô, bây giờ chúng ta sẽ unboxing hết một lượt nha mọi người ơi. Đầu tiên chúng ta sẽ có Pogo bánh gạo sóc. Pogo là gì ta? Rồi nó sẽ quay vòng quay vòng mét. Anh nhìn đúng được cái này. Nhảy cao và cao hơn nữa với sóc nha. À, nó là sẽ là một cái phương tiện mà kiểu mọi người có thể vừa dùng vừa nhảy đó mọi người ạ. Chắc là tốc độ nó cũng sẽ không có cao đâu ấy. Rồi tiếp theo là một cái ô đi nắng quả xôi. Ôi mà sao đi nắng mà? Ôi là phải đi mưa chứ. Chiếc ô che nắng bằng gỗ xôi với những chiếc lá phong nhẹ nhàng rơi. Ủa vậy là cái ô này nó sẽ kiểu là nó mỏng quá, không có đi mưa được đâu. Mọi người đi mưa là rách đó. Ô giấy hả? Nói chung là không biết bằng gì nhưng mà đi mưa không được nha, đi nắng thôi ạ. À, ngang nguy hiểm đấy nha. Rồi, bốt sóc mùa thu. Ê, nhìn cái bốt có xu hướng theo em ha mọi người. Đôi bốt vượt cả chân sóc. Rồi chân người có được không? Rồi những cái giày mang người mang cái kia chị vừa chân sóc là sao? Tóc ngắn thẳng sóc nâu. Mặc dù mình là một người đam mê tóc nhưng mà mình là tóc ngắn thì không phải gu của mình lắm. Nhưng mà cũng xinh ha. Nhìn cũng ngố ngố rồi đó. Mái tóc ngắn mềm mặn như lông sóc. Ồ, lông sóc mềm hả mọi người? Mình chưa được đụng vào con sóc bao giờ. Hình như mình cũng chưa từng thấy sóc ở ngoài đời hay sao ấy. Mai mốt có cơ hội đi đi gọi là gì, sở thú, mình phải ngắm sóc một lần cho biết mới được. Mũ nồi sóc mùa thu, cái mũ này xinh nè. À, nhưng mà cái dán như cái mũ này nó không có cái tai á thì mình sẽ dễ phối đồ hơn. Có thêm cái tai sóc thì lúc phối nó hơi kỳ á mọi người. Có một cái chuông hả, cái nơ đỏ, cái lạc chuông ở bên cạnh dễ thương quá ha. Chiếc mũ mùa thu có thể biến bạn thành một chú sóc dễ thương. À đúng rồi, có hai cái tai là thành sóc đó mọi người. Cái này đẹp nè, trang phục sóc mùa thu. Ê, nó có cái đuôi. Ông ưng nha, ý là biết là chủ đề sóc rồi nhưng mà có cái đuôi sao không ưng đâu. Trời ơi, ghét quá. Nhưng mà cái bộ đồ đẹp nha, cái màu phối đúng đẹp luôn á. Một kem với lại màu xanh. Xong kiểu nó còn mang thêm cái túi chéo quả xôi nữa, đẹp quá hờ. Nhưng mà nó có cái đuôi. Có cái đuôi rồi mọi người. Mặt sóc thật sự cũng mặt dễ thương nè. Kiểu cái miệng của nó kiểu như là đang nhai đầy thức ăn á. Chắc là ngọng quả xôi nhiều quá mọi người. Cái bạn dễ thương nè. Mùa thu ấm áp và đang ngon nên thấy hơi lười.
Ồ, một thứ ấm áp và đang no hả? Đúng rồi, bình thường mình ăn no mình cũng hay lười lắm á mọi người. Bếp lò sắp nâu, cái này đẹp nè, trời cái này mê nhất, có này à. Nội thất là mình cũng hơi mê. Ta-da, cùng nhau thưởng thức cà và bánh trái trên, à gì, bên lò sưởi ấm áp. Cái này mình nghĩ là sẽ xinh lắm á, lát nữa mình sẽ ra ngồi thử cho mọi người xem. Không biết có to không? Em có ngồi được không nhờ? Phải ngồi được nha. Nội thất mà không ngồi được là dỗi lắm á. Bàn kotatsu quả sồi, nó lại lát rồi mọi người. Mất kết nối cho mà xem nè. Có biết ngay nó lại bị kiểu vậy rồi đó. Thiệt luôn, nó mất kết nối thì nó nhận luôn cái bàn kotatsu này rồi mà mình đã được xem đâu. Tức ghê vậy á. Rồi tủ đồ quả sồi tiếp nè. Dự trữ thức ăn trước cho mùa đông. Ủa, cái tủ này để đồ thôi mà. Nhìn người ta kiểu cách trang trí vậy mà sao kêu dự trữ thức ăn trời. Ê, nhưng mà cái tủ sinh nha, nó có một cái bình hoa bên trái nè, với bên phải nó có nhiều ngăn hơn chút xíu, nhưng mà để dự trữ thức ăn thì nghe hơi kỳ, chắc là để đựng quả xôi á mọi người ạ. À, ok, và món cuối cùng là gấu linh vật của mùa Vipass, gấu sắc mùa thu. Trời ơi, con gấu này cũng thu cũng được đi, nhưng mà cái bộ đồ của mình có đuôi là mình hơi tiếc đó nha. Gấu à không, sắc mùa thu, góc à gì gấu gấu mà cosplay sóc á, tự nhiên kêu nó là gốc luôn trời. Rồi bây giờ trước khi mà mình test nhân phẩm với các hộp như bình thường thì mình sẽ nhận tiền sao với kim cương trước mọi người ha. Ok, bây giờ mình sẽ nhận hộp thường, hộp cao cấp với hộp và sang trọng nha. Ê, hôm nay mình có kiểu linh cảm tốt mọi người ạ. Mình nghĩ là hôm nay mình sẽ hên đó mọi người. Đầu tiên là hộp thường. Làm sao? Cái ghế giả ngoại xanh, cái này là ok nha. Dễ sợ chưa, mới nói là hôm nay có linh cảm hơn luôn á mọi người. Đây là một chiếc ghế có thiết kế mát mẻ và sảng khoái. Ok, quá là sảng khoái. Tiếp tục với hộp tiếp theo là hộp hộp thường tiếp. Hộp thường thứ hai. Vô. 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 Sao cứu hộ cũng được luôn mọi người, mặc dù là những cái món basic và những cái món mình có rồi, nhưng mà những cái món này là mình diệt, đừng để bị sóng cuốn trôi. Tất nhiên là mình xịn nha, hai hộp thường rất là xịn rồi. Để xem hộp cao cấp tiếp theo. Ơi, kiểu mà mở mấy cái hộp này mà hên hên đó, tự nhiên cái cũng có ham muốn là đập hộp đó mọi người. Thường à, lộn hộp cấp. Ui, áo tay ngắn sọc neon tím nè, áo áo thời trang nè mọi người. Áo này hình như mình chưa có hả? Áo này lạ quá à. Đủ để đôi dép màu hoa dây nữa. Gì đó? Ê, nó ra hợp với cái áo lúc nãy luôn ấy. Ơi, mọi người thấy không? Ê, ôi, không tin được ấy, thề luôn. Hộp cao cấp thứ hai nè. Chết rồi, sao lạ quá à. Hộp thường ở gì hộp cao cấp? Tiền sao? À, thối rồi. Ui, má hồng nhỏ. Ui, má hồng dễ thương vậy. Bạn trong từng ngày còn. Ê, má hồng này mới hả? Sao mình thấy nó lạ quá vậy mọi người? Ơi, cũng được luôn nha, trời ơi. Và cuối cùng là hộp sang trọng. Liệu rằng hộp sang trọng này có kết thúc một cái chuỗi những cái hộp rất là may mắn của mình hôm nay không? Vô, sang trọng. Bốn món nha. Tiền sao không? Bột rửa mặt ok, bạn ngọc màu tối ok cũng khối nữa, nhưng mà không sao. Ôi đợt này kiểu đúng mỗi hộp đúng đỉnh luôn nhờ, hộp thường hộp có cấp thôi mà đỉnh như vậy. Và trước khi mà đem hết đồ ra cho mọi người thì mình phải về nhà đã, tại hiện lúc này trời mưa đó, nên là mình vào trong cái live frame cho nó đỡ tiếng ồn. Giờ mình sẽ về lại nhà nha, là lát không lại không cho vô nhà rồi đó, nó lát rồi khó biết ngay. Mình không nói đâu nha mọi người, mình không hề nói là mạng không có vô được, mình phải xài 3G để vô đâu, không hề nói đâu nha. Sao mà cái công của cái con đường unboxing cái gói Vipass của tôi mà nó khổ quá vậy trời. Ok, mình vừa dẹp xong cái phần sảnh trước ở đây thì bây giờ mình sẽ lô ra ở đây luôn nha, để cho mọi người kiểu qua nhà mình là kiểu thấy được luôn á. Ồ, dễ thương chứ nè, trời ơi mê nha chị ơi, kéo dài. Ủa. Con gấu, mọi người coi, lát nữa mình sẽ cho mọi người xem lại con gấu. Ở đây sẽ có một cái kệ đựng đồ, hoặc là cái bàn, mình không biết cái bàn này kiểu ngồi sao luôn ấy, nó không có ghế hả? Ok, mình sẽ thay bộ đồ nha mọi người, đâu rồi, đây, cái bộ đồ, bộ đồ rất xinh, cho thấy có cái đuôi sóc. Nhưng mà công nhận là cái đuôi sóc nó cũng tiệp màu với bộ đồ ha, hên đó, hên là nó tiệp màu đó mọi người. Rồi cái mũ, trời ơi, mũ xinh quá à, thiệt luôn á, dễ thương quá. Đâu vậy? Có gì nữa nhờ, ở khuôn mặt có khuôn mặt riêng nha, mặt này mặt sóc thờ thẫn, trời ơi đáng yêu quá mọi người. Và đầu tóc nữa, đầu tóc ngắn nữa.
Mặc dù là nó rất hợp với bộ đồ nhưng mà mình tin chắc là cái tóc ngắn này nó mang riêng là nó hơi khó phối đó mọi người ạ. À, nhưng mà cũng cứ tê ha. Rồi ngoài ra chúng ta sẽ có một con thú cưng hay là cái pet, à công cụ. Lát nữa mình sẽ đem ra ngoài trời để mà mình thử cái Pogo này cho mọi người xem ha. Mọi người mình sẽ lôi cái ô đi nắng ra. Trời, mình có thắc mắc là sao ô đi nắng chỉ có đi nắng là thôi vậy. Bây giờ trời đang mưa có xài được không? Ê, tính là trời đang mưa luôn á mọi người. Ê, xinh quá, cái dù xinh quá hả? Dù này xinh hơn mấy cái dù của mình có lắm mọi người. Ê, ê, mọi người thấy gì chưa? Mới thấy không? Cái này cũng ngồi được, cái này kia cũng ngồi được. Ồ, vậy là mấy cái bàn luôn. Đây là bốn góc hả? Ê, ngồi sao kỳ vậy ta? Nó kiểu ngồi hơi kỳ nhưng ngồi kiểu bỏ cái chân vô trong trong cái bàn cho ấm hay sao ấy. Đúng rồi, mùa thu nó cũng hơi xe xe đó. Trên bàn á là nó có mấy cái bánh, có trà kìa, trà sô cô la hả, bánh mochi hả, đúng không? Rồi bên này là một cái gọi là bếp luôn á mọi người, nó là một cái bếp luôn. Ê mọi người xem cái con gấu này nè, dễ thương không? Ê cưng nhờ, nó lắc lắc cái quả sồi xong có mấy cái lá mùa thu rơi ra ấy. Ê dễ thương quá à. Nha, dễ thương quá mọi người, con gấu này dễ thương quá, cosplay chị em. Rồi đây là cái ghế để ngồi hai người thôi nha. Thì khi mà ngồi vào là nó sẽ bật cái lửa trên cái bếp đun lên nè. Có bánh, cái bánh này gọi là cái gì ta? Cái bánh mà hình tam giác, cơm nấm hả đúng không? Hay là bánh gì? Quên tên rồi. Rồi có một cái ly matcha nữa, trà xanh đó. Trời, mình cực kỳ thích trà xanh nha. Những cái gì liên quan tới trà xanh mình đều rất thích luôn á mọi người. Bên tay trái của nhân vật trong game của mình á là có một cái giỏ á. Phía trong chắc là đựng rượu gạo á mọi người. Này cái bình nè, có hai cái chén để uống nè. Rồi bên này cũng có một cốc trà nhưng không có ai ngồi với mình hết trơn á, ngồi chắc nha mọi người. Đó, còn bên này là cái tủ. Cái tủ này thì để trưng bày thôi mọi người, không có làm gì được, không có bấm vô được nha. Ê nhưng mà đẹp nha, rồi cái này mà nó có thêm nhiều nội thất màu như thế này nữa là mình mê luôn ấy. Kiểu mình bị thích cái màu này, thích cái mùa thu ấy mà, thích bộ gỗ, thích Nhật Bản kiểu. Rồi bây giờ Nhi sẽ đi ra ngoài để thử cái con Pogo sóc cho mọi người xem ha. Rồi có cái có Pogo đâu rồi. Đây Pogo bánh gạo sắt. Tốc độ 3.5 lực nhảy 17 một chỗ. Cái này giống cái phương tiện gì mà từng nhảy mà mình quên rồi mọi người. Nó đúng rồi, nó cũng cứ nhúng như thế này nè. Cái gì ta mọi người. Quên rồi đó, mình lên xe lại nha. Nó cũng chạy chậm nhưng mà kiểu nó dễ thương á mọi người. Nó sẽ nhúng và nhảy được nè. Dành cho những cái bạn mà muốn lên cái đồi cao trong khu camping á, dùng cái này nhảy lên cũng được luôn. Nhưng mà nó giống cái phương tiện gì mình quên tên nha. Nó giống cái phương tiện gì đó mà giờ mình không có thấy. Nếu mà mọi người nhớ thì mọi người comment nhắc giúp mình với nha. Ok, và đó là toàn bộ gói VPass mùa này. Mọi người có thể cân nhắc xem thử là mọi người có nên chốt bên bộ này không. Nhưng mà mình thấy gói được này khá là đẹp á mọi người. Tuy là mình thấy game không có quảng bá cái bộ này rầm rộ lắm, nhưng mà mình thấy bộ này cực kỳ xinh luôn ấy mọi người. Nếu mà ai để yêu thích mùa thu và yêu thích cái gam màu ấm như thế này, phong cách Nhật Bản các kiểu, thì mọi người có thể cân nhắc cái này nha. Trời ơi, sad boy chị yêu em đấy chứ. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video đến đây. Đừng quên để lại cho Nhi một like và nhớ bấm nút đăng ký để xem Nhi sầm xí em nha. Tạm biệt mọi người. Sayonara. Matane. Trời ơi, thấy chào mọi người mà cất luôn cái dù không? Rất là có tâm nha, đi vô nhà lại.